Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn 15 câu 26 đến câu 27. Quý vị sẽ cùng với tôi đọc ở trên màn hình. Ta sẽ sai đấng trợ giúp đến từ Cha. Ngài là Thánh Linh của chân lý do Cha mà đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích về ta cho các con biết và các con cũng phải giải thích về ta cho người khác biết vì các con đã ở với ta từ lâu. Ta nói cho các con biết để đến lúc ấy các con sẽ nhớ rằng ta đã bảo trước cho các con rồi. Lúc đầu ta chưa nói những điều này với các con vì ta đang ở với các con. Nhưng bây giờ ta đi về cùng đấng đã sai ta đến, và không ai trong các con hỏi rằng thầy đi đâu. Bây giờ vì ta đã bảo cho các con những điều ấy thì lòng các con đầy buồn bã. Nhưng ta bảo thật, ta ra đi là ích lợi cho các con. Khi ta đi, đấng trợ giúp sẽ đến. Nếu ta không đi thì Ngài sẽ không đến. Khi đến, Ngài sẽ lên án thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta trở về cùng Cha và các con không thấy ta nữa, về sự xét xử vì kẻ cầm quyền. Dạ. Kẻ cầm quyền trên thế gian này xem. À dạ, đây là cái chú thích. Dạ. Chúng ta đọc tiếp. Ta còn nhiều điều muốn nói với các con nữa, nhưng hiện tại những điều ấy quá trí hiểu các con. Khi Thánh Linh của chân lý, Ngài sẽ không nói tự ý mình, mà chỉ nói những gì Ngài đã nghe và cho các con biết những điều sẽ đến. Ngài sẽ làm rạng danh ta vì Ngài sẽ nhận những điều của ta mà thông báo cho các con. Thông báo. Đâu chạy đâu mất rồi. Dạ, cảm ơn ông bà chị em. Chúng ta vừa nghe hai cái phân đoạn kinh thánh trong sách Giăng đoạn 15 câu 26 27 và Giăng đoạn 16 câu 4 đến câu 15. Chúa Giêsu trước khi Ngài bị bắt, bị đóng đinh thì Ngài có một cái lời hứa rất là vĩ đại cho các môn đồ của Ngài. Đó là Ngài sẽ ban ai? Ban ai ạ? Ban Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh sẽ ở với các môn đồ bao lâu? Ngài nói rằng Ngài sẽ ở với các môn đồ đến đời đời. Đức Thánh Linh sẽ ở trong những người tin Chúa Giêsu cho đến đời đời. Và Đức Thánh Linh là một ấn chứng của Chúa Giêsu ban cho tất cả những người tin Ngài cho tới khi chúng ta hoàn toàn nhận được sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong cái phân đoạn kinh thánh này thì Đức Chúa Giêsu gọi Đức Thánh Linh là gì? Là đấng an ủi. Đó. Ngài là thần lẽ thật vì Ngài sẽ dẫn các con vào trong mọi lẽ thật. Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh là rất quan trọng trong đời sống của một tín đồ. Bởi vì bây giờ ai đang ở với chúng ta? Thánh Linh đang ở cùng với chúng ta. Chúa Giêsu không còn ở trên thế giới này về mặt thân thể nữa. Sau khi Ngài chết đi, Ngài sống lại thì Ngài đã thăng thiên về trời. Và Ngài sẽ trở lại trong thân thể đó vào ngày gọi là ngày quang lâm, ngày Chúa tái lâm. Trong khi chờ đợi ngày đó thì Ngài đã ban Đức Thánh Linh đã ở trong tất cả những người tin. Như vậy ngày hôm nay ai là những người tin Chúa Giêsu? Từ những cháu bé ở tại thế này cũng có Thánh Linh ở bên trong, cho đến những người mới tin Chúa cũng có Thánh Linh ở bên trong. Chúng ta không cần phải chờ sau khi làm lễ báp têm bằng nước chúng ta mới được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ngay khi tin nhận Chúa Giêsu xưng tội lỗi, chúng ta đã được Thánh Linh ngự vào trong mỗi một chúng ta rồi. Đức Thánh Linh là một cái món quà lớn nhất trong đời sống của một tín hữu và rất quan trọng cho mỗi chúng ta cần dành thời gian để học về Ngài và khám phá Ngài, để xây dựng cái mối liên hệ mật thiết với Thánh Linh. Vì đấng đó đang ở trong mỗi một chúng ta mà. Chúng ta hãy nhớ rằng là những người sống trong thời kỳ cứu ước, tức là trước khi Chúa Giêsu phục sinh ấy, thì đều mong đợi cái lời hứa của Ngài
là lời hứa Đức Thánh Linh sẽ ở bên trong họ, nhưng mà không được điều đó. Chỉ những người nào sống trong thời đại Tân Ước khi Chúa Giêsu đến thì mới có sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong thôi. Và khi Thánh Linh của Chúa hiện diện ở trong chúng ta thì những người ở ngoài thế gian này có thể họ không cảm thấy gì khác, và chính chúng ta cũng không cảm thấy gì khác. Trước lúc tin Chúa và sau khi tin Chúa mình thấy bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà Thiên Sứ ở trên trời thì biết chúng ta là con của Ngài và biết Thánh Linh đang ở bên trong chúng ta. Và ma quỷ ở dưới địa ngục cũng biết chúng ta có Thánh Linh đang ở bên trong mỗi một chúng ta. Những thế giới thuộc linh nhận biết được Thánh Linh đang hiện diện ở trong một con người hay là không hiện diện ở trong một con người. Đó. Trong Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện mà khi Phaolô đi giảng đạo thì ông nhân danh Chúa đuổi quỷ. Thì có những người khác cũng thấy Phaolô làm được việc đó thì cũng nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Nhưng mà sau đó thì người quỷ ám là sao? Mới nói với cái người kia rằng là Giêsu thì ta biết, Phaolô ta cũng biết, nhưng mà ngươi là ai? Và sau đó thì cái người quỷ ám mới đánh cho cái người mà gọi là giả danh kia tan tành khói lửa ra. Cái câu chuyện đó cho chúng ta biết rằng là ma quỷ nó biết được người nào có Thánh Linh ở bên trong. Chúng ta không dừa được, chúng ta có thể nhân danh Chúa nói Chúa Giêsu và cầm quyển Kinh Thánh, nhưng mà không chắc chắn là có Thánh Linh bên trong đâu. Trên thế giới này có rất là nhiều người có thể nhân danh Chúa và cầm quyển Kinh Thánh để nói, để giảng được, nhưng mà không phải ai cũng có Thánh Linh bên trong. Những người nào có Thánh Linh bên trong, đó là những người ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có Thánh Linh ngự ở bên trong, và Ngài ngự với chúng ta bao lâu? Đời đời và mãi mãi. Cho nên rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Trong sách Corinto thì Phaolô nói thân thể chúng ta là đền thờ của quán đền thờ của Đức Thánh Linh. Đó. Ngày xưa thời kỳ Cựu Ước thì dân Do Thái muốn thờ phượng Chúa, họ phải đến đền thờ ở tại thành Jerusalem. Nhưng mà những người sống trong thời kỳ Tân Ước khi Chúa Giêsu đã thăng thiên thì thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa đó. Chúng ta rất đặc biệt vì thân thể chúng ta đi bất cứ nơi nào thì Thánh Linh sẽ đi cùng. Cho nên chúng ta ngủ thì Thánh Linh cũng ở cùng chúng ta. Chúng ta trước Thánh Linh cũng ở cùng chúng ta. Chúng ta làm việc Thánh Linh cũng ở cùng. Và chúng ta ở nhà Thánh Linh ở cùng. Chúng ta đi ra ngoài đường Thánh Linh cũng ở cùng chúng ta. Nhưng mà có một điều là chúng ta ngủ nhưng mà Đức Thánh Linh không có ngủ. Ngài không có nhu cầu ngủ như chúng ta. Đó. Mà thực ra trong con người của chúng ta có linh, có hồn, có xác. Chúng ta chỉ ngủ ở phần nào? Phần xác thôi. Tâm linh của chúng ta không có nhu cầu ngủ. Cho nên Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở trong mỗi chúng ta và tương giao với tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta ngủ, Thánh Linh của Chúa vẫn có thể phán với chúng ta qua đâu? Qua giấc mơ. Cách đây khoảng hôm kia, tôi có một cái giấc mơ. Tôi xin kể cho hội thánh nghe. Trong cái giấc mơ này thì tôi đột nhiên tôi gặp một người bạn, một người nước ngoài, người Mỹ. Đột nhiên thì người đấy xuất hiện ở Việt Nam và đeo một cái kính đen, mặt rất là buồn, một mình đi cùng với tôi. Tôi mới suy nghĩ là tại sao đang trong mùa dịch này mà lại có người nước ngoài ở đây đi cùng với mình này. Công an nhìn thấy thì họ lại hỏi, và sao lại có người nước ngoài trong cái thời gian bệnh dịch như này. Đó. Sau đó tôi bật dậy phát. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh, tôi bắt đầu cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện cho người đó, tôi mới nhìn thấy hình ảnh con rồng. Con rồng nó tấn công cái máy bay, nó quấn cái máy bay, làm cho cái máy bay nó rơi xuống. Thì người này làm nghề phi công. Sau đó thì tôi nhắn tin cho người đó, tôi bảo tôi thấy như điều đó trong giấc mơ. Thì người bạn này mới nhắn tin lại cho tôi, của mọi cái diễn ra thật là trùng hợp. Cách đây khoảng năm ngoái tôi làm mơ rằng đến tháng 6 năm nay tôi sẽ chết. Tôi làm mơ hai lần là tháng 6 năm nay tôi sẽ chết. Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa giống như Ezechia đấy, để cho sống thêm 15 năm. Và khi mà người này không dám nói giấc mơ đấy cho vợ vì sợ là vợ sẽ buồn. Và nói với người bạn ấy nói rằng là tôi mấy người bạn của tôi
đã đi rồi. Và tôi đã chuẩn bị tâm lý, nếu như mà đến thời điểm Chúa cất đi thì tôi sẽ đi. Nhưng mà nếu Chúa đẹp lòng cho tôi sống thêm 15 năm giống như Ezekiel, tôi nói rằng là đây không phải là ý Chúa, đây không phải là ý Chúa, mà là quyền lực của ma quỷ, nó đang tìm cách hủy diệt. Anh ấy làm về phi công, lái máy bay. Và tôi nhân danh Chúa để quỷ phá cái linh con rồng vận hành ở trên không trung để gây ra tai nạn máy bay. Chúa vẫn phán chúng ta. Amen. Thánh Linh của Chúa phán với chúng ta qua giấc mơ. Amen. Tôi không biết được điều này cho đến khi Thánh Linh của Chúa, mà người đấy không nói với tôi cái chuyện đó, cho đến khi Thánh Linh của Chúa nói với tôi. Và tôi nói tôi sẽ chiến đấu cùng anh trong sự cầu nguyện cho tới khi mà anh sẽ được bình an hoàn toàn qua cái ngày đó và sống bình an. Amen. Amen. Thánh Linh của Chúa vẫn ở cùng với mỗi chúng ta khi chúng ta ngủ, nhưng mà tâm linh chúng ta vẫn thức. Và Thánh Linh của Chúa vẫn ngày đêm nói với chúng ta và anh chị em. Nên xây dựng mối quan hệ mật thiết với Thánh Linh là rất quan trọng. Cái điều đầu tiên tôi muốn khẳng định cho anh chị em biết là Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không phải là một lực hay là một năng lực, mà Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Ngài có năng lực toàn năng. Ngài là đấng có đầy đủ đặc điểm giống như là Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu có. Ngài đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Ngài đấng hiện diện khắp mọi nơi, Ngài làm được tất cả mọi điều. Và Ngài là đấng yêu thương hoàn toàn, đấng thành tín, đấng công bình, đấng thánh khiết hoàn toàn. Ngài có đầy đủ đặc tính của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài chính là Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký thì có ghi lại cái câu chuyện mà chính Đức Thánh Linh tham gia vào công tác sáng tạo. Chúng ta cùng xem. Và đất là vô hình và trống công, sự mờ tối ở trên mặt vực, và thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã tham gia vào công tác sáng tạo ngay trong chương đầu tiên của Kinh Thánh, ông bà anh trẻ em. Và Ngài chính là đấng tạo hóa của mỗi một chúng ta. Giê-xu cũng là đấng có từ ban đầu. Trong sách Giăng đoạn một thì nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã được không được, không vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Nên Chúa Giêsu là đấng tham gia vào công tác sáng tạo, Ngài là đấng sáng tạo, và Thánh Linh cũng là đấng sáng tạo và tham gia vào công tác sáng tạo. Cho nên chúng ta cần phải học biết về Thánh Linh để gần gũi với đấng mà đã tạo dựng nên mỗi một chúng ta. Trong công vụ đoạn 5 tôi có ghi lại câu chuyện về Anania và Sapphira đã nói dối Đức Thánh Linh. Và khi nói dối Đức Thánh Linh thì Sapphira nói vì ngươi nói dối Đức Thánh Linh cho ngươi sẽ bị chết. Cả vợ và chồng đều chết trước mặt hội thánh. Và chúng ta thấy không ạ? Nếu như Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời thì Thánh Linh không thể đem lại sự phán xét trên con người như vậy. Khi Đức Thánh Linh phán xét, điều đó chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nhờ chúng ta cũng được Chúa Giêsu truyền lệnh khi chúng ta bắt tem thì nhân danh ai? Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho tất cả những người tin. Truyền ba ngôi Đức Chúa Trời đều tham gia vào công tác cứu chuộc. Chúng ta cần học biết về Đức Chúa Giêsu và chúng ta cần học biết về Đức Thánh Linh. Điều thứ hai, đó là Đức Thánh Linh là đấng luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 16-17, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật. Thánh Linh ở với chúng ta bao lâu? Ở với chúng ta đời đời. Thánh Linh là đứng đi cùng với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cho chúng ta biết được rất là nhiều điều siêu nhiên từ nơi Chúa. Amen. Ngài dẫn dắt chúng ta khi chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài. Ông bà chị em cầu nguyện để chúng ta có biết được Chúa đang suy nghĩ điều gì không? Ông bà chị em có biết được Chúa đang suy nghĩ điều gì không? Chúng ta không thể biết được không ạ? Những gì chúng ta biết là đương nhiên là phải đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có một đời sống gần của Thánh Linh thì Ngài sẽ cho chúng ta biết được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành điều gì, đang vận hành ở đâu và đang vận hành như thế nào. Amen. Cho nên là chúng ta cần phải đồng hành cùng với Ngài, vì Ngài đồng hành cùng với chúng ta mà. Ngài ở với chúng ta mãi mãi. Ngài ở với chúng ta nên chúng ta phải đi cùng với Ngài và đồng hành cùng với Ngài. Cách đây tuần trước khi mà tôi cầu nguyện cho tôi chia sẻ lời Chúa trên Zoom và tôi cầu nguyện
cho mọi người thì tự nhiên Thánh Linh của Chúa hướng tâm tôi đến một người chị em. Và khi hướng đến một người chị em thì Chúa cho tôi một nhận được một cái sự bày tỏ là người này muốn chuyển nhà, muốn chuyển nhà. Và tôi nói rằng là chị muốn chuyển nhà và Chúa sẽ cho chị chuyển đúng thời điểm. Tôi chưa bao giờ gặp người đấy, và lần đầu tiên tôi gặp chị gặp trên mạng thôi. Và điều mà chị này xác nhận là hoàn toàn chính xác. Từ năm ngoái tôi đã cầu nguyện Chúa cho chuyển nhà rồi mà vẫn chưa chuyển được. Hallelujah. Cho Thánh Linh của Chúa là đấng ở trong mỗi chúng ta, đồng hành cùng với chúng ta, và Ngài sẽ cho chúng ta biết được những gì đang diễn ra. Amen. Ngài sẽ cho chúng ta biết được những gì đang diễn ra. Và trong buổi đó tôi cũng cầu nguyện cho một cái người chị em. Thánh Linh của Chúa hướng tâm tôi đến một cái người chị em khác. Và khi hướng tới một người này thì Chúa cho tôi biết rằng là chị này là đang cầu nguyện cho có người yêu và lấy chồng. Tôi đâu có biết người ta đã có chồng hay không đâu. Thánh Linh của Chúa tôi biết là đang cầu nguyện cho có chồng. Và Chúa còn cho tôi biết là người này có nhiều cái rắc rối trong đời sống và đang cầu nguyện xin Chúa cho có tiền nữa. Đó. Và sau khi đó tôi cầu nguyện, tôi nói trước mặt tất cả mọi người cái điều đó. Xong tôi bảo là sau giờ hãy liên lạc riêng với tôi. Xin lấy số điện thoại của người điều hành và liên lạc riêng với tôi. Và người chị em này bắt đầu kể cho tôi về cái cuộc đời của mình. Lớn lên ở trong cái gia đình như thế nào, rồi bị ruồng bỏ làm sao, rồi bây giờ đang cầu nguyện cho cái sự thay đổi, cái sự tác động của Chúa như thế nào. Cho nên bạn chị em ơi, khi chúng ta đi với Chúa, Thánh Linh của Chúa ở trong mỗi một chúng ta sẽ bày tỏ cho chúng ta những gì mắt chúng ta không nhìn thấy, tai chúng ta không nghe được. Amen. Nhưng mà sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong lòng của chúng ta sẽ bày tỏ ra tất cả những cái gì kín mật của những người khác. Amen. Hallelujah. Thánh Linh đang ở trong mỗi chúng ta và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi đâu, làm gì, làm như thế nào. Hãy hỏi Thánh Linh. Hãy hỏi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cần xây dựng một đời sống gần gũi với Thánh Linh. Anh chị em, khi sáng thức dậy, việc đầu tiên chúng ta làm đó là cầu nguyện cùng với Chúa, nói chuyện với Thánh Linh Đức Chúa Trời. Wow. Rồi buổi tối đi ngủ, trước khi đi ngủ chúng ta nói chuyện với Ngài. Nhưng mà không phải chỉ có cố định 2 giờ đó hoặc là thêm 2 bữa ăn nữa đâu. Mà chúng ta nói chuyện với Chúa khi nào, bất cứ lúc nào chúng ta có thể tìm được, đang lúc đi đường, đang lúc nấu nướng, đang lúc dọn dẹp, chúng ta trò chuyện với Thánh Linh, ngay cả đang lúc tắm nữa. Chúng ta có thể trò chuyện với Thánh Linh, hát cho Thánh Linh nghe và chúng ta sẽ nghe được sự thông công của Ngài trở lại. Trong một cái buổi nhóm thờ phượng kia, khi tất cả khoảng mấy trăm người đang thờ phượng Chúa, đang thờ phượng Chúa xong âm nhạc dừng hết lại rồi, cả ban nhạc đi xuống không còn ai ở trên đây nữa. Và rồi quý vị biết sao, tiếng nhạc vẫn vang lên cả một cái phòng nhóm lớn. Đó là tiếng của ai? Tiếng của thiên sứ. Đó. Tiếng của thiên sứ. Khi mà âm nhạc đã dừng lại rồi, người chơi đã dừng lại rồi, nhưng mà tiếng hát vẫn vang vọng và tiếng nhạc vẫn vang vọng trong cả căn phòng đó. Sự hiện diện của Thánh Linh là như vậy. Ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta ở trong Thánh Linh, đi cùng với Thánh Linh, gần gũi với Thánh Linh, Ngài sẽ cho chúng ta biết Ngài và Ngài sẽ cho chúng ta thấy những cái sự bí mật của Ngài. Và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Amen. Không gì là điều giấu kín được trước mặt Chúa hết. Amen. Chúng ta nhớ một lần cầu nguyện cho một người chị em chúng ta nhà bị quỷ ám ở đây. Khi mà tôi bước vào trong căn phòng, tôi thấy mọi người đang nhân danh Chúa đuổi quỷ, thì tôi cũng đứng đấy, tôi cầu nguyện, thầm nguyện để Chúa chỉ cho điều gì. Đông một phát tôi nghe thấy Thánh Linh của Chúa phán với tôi: Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. À, Tôn Ngộ Không, tôi biết ngay người này bị quỷ Tôn Ngộ Không ám vào. Rồi đọc đúng tên, nhân danh Chúa Giêsu, Tôn Ngộ Không hiện lên, là ngay lập tức nó hiện lên đúng cái kiểu Tôn Ngộ Không. Cho nên chị em ơi, Thánh Linh của Chúa ở trong mỗi một chúng ta sẽ cho chúng ta biết được cái thật cái giả. Amen. Vì Thánh Linh là gì? Là đấng yên ủi, nhưng mà Ngài cũng là thần lẽ thật. Và khi thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật. Và mà thế gian không thể nhận biết Ngài vì thế gian không có Ngài, nhưng mà chúng ta thì biết Ngài vì Ngài vẫn ở trong chúng ta và sẽ ở trong chúng ta mãi mãi. Amen.
Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mỗi chúng ta và Thánh Linh của Chúa ở trong mỗi chúng ta mãi mãi. Amen. Chúng ta cần xây dựng một đời sống gần gũi với Thánh Linh. Anh chị em ơi, buổi sáng thức dậy hãy hỏi Chúa là Chúa ơi, thế này đang chuẩn bị làm điều gì đấy? Đó. Khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta hỏi Chúa một câu: Chúa ơi, ngài đang nghĩ gì? Thường thường khi chúng ta cầu nguyện là gì? Xin Chúa, lạy Chúa ban cho con một ngày bình an, lạy Chúa xin gìn giữ gia đình chúng con, bảo vệ chúng con. Có mấy khi chúng ta hỏi Chúa là: Chúa ơi, Chúa đang nghĩ gì không? Thường là chúng ta hay xin, đến với Chúa là chúng ta cứ xin. Tôi không nói việc chúng ta cầu xin Chúa là sai, chúng ta cứ xin, điều đó là tốt. Vì Chúa muốn chúng ta cầu xin nơi Ngài và Chúa muốn ban phước cho chúng ta cả về tâm linh lẫn vật chất. Chứ không phải chỉ là vấn đề tâm linh, chúng ta có thể cầu nguyện cho vật chất, cầu nguyện cho tiền bạc, cầu nguyện cho sức khỏe. Nhưng mà trên hết cả, tôi nói hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa đang nghĩ gì? Chúa đang nghĩ gì? Chúa đang làm việc gì ở đây? Chúa đang làm việc gì ở ngoài kia? Chúa đang nghĩ gì về con? Con cần thay đổi cái gì? Con cần phải làm việc gì? Nhạy bén với Thánh Linh ông bà chị em. Khi chúng ta nhạy bén với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sẽ rất là nhiều điều siêu nhiên được bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Amen. Có một lời cầu nguyện mà tôi rất thích cầu nguyện trước khi đi ngủ. Và giờ trước khi đi ngủ là giờ rất là mật thiết với tôi với Chúa. Tôi cầu nguyện: lạy Chúa, cái đầu của con này, xin Chúa chiếm hết này. Ngập tràn cái đầu của con với tư tưởng của Chúa. Và anh chị em ơi, khi chúng ta cầu nguyện thấy điều đấy, anh chị em sẽ thấy rằng khi chúng ta đi ngủ, Thánh Linh của Chúa sẽ bày tỏ chúng ta rất nhiều điều. Amen. Khi chúng ta đi ngủ, trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cầu nguyện điều đấy, trong đêm chúng ta sẽ nhận được rất nhiều sự bày tỏ từ nơi Thánh Linh. Hallelujah. Có nhiều điều kín mật, nhiều điều người ta không nói với tôi, nhưng mà tôi tự biết. Chẳng ai cần nói với tôi biết, vì sự bày tỏ của Thánh Linh trong giấc mơ. Thánh Linh của Chúa đang làm việc. Anh chị em nhớ khi Joseph nằm ngủ thì Joseph có giấc mơ, đúng không ạ? Khi Daniel nằm ngủ thì Daniel có giấc mơ, thậm chí là giải những giấc mơ mà cái ông vua kia ông còn quên, không mơ gì nữa, mà Chúa lại cho Daniel này mơ được cái giấc mơ đó, nhớ lại được, biết được cái giấc mơ đó. Nên khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Thánh Linh Ngài thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta nhiều điều diệu kỳ lắm anh chị em. Gần gũi với Thánh Linh, nghe tiếng Thánh Linh nhiều. Nên anh chị em, tôi biết rằng là nhiều người bắt đầu ngày độc thân thì chúng ta chỉ một mình với Chúa, lấy vợ lấy chồng thì nghe tiếng vợ tiếng chồng thì dù gì bên tai, xù gì bên tai. Nhưng mà có thời gian dành cho vợ và chồng, nhưng mà phải có thời gian cho Thánh Linh. Nói chuyện với vợ với chồng một lúc xong là cảm ơn Chúa, đóng tai lại và bắt đầu nghe tiếng của Thánh Linh. Tiếng của Thánh Linh nó ngọt ngào lắm anh chị em ạ. Chúng ta càng gần với Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy Chúa dẫn dắt rất là diệu kỳ, cực kỳ là diệu kỳ. Mà chúng ta, cái điều đấy nó không phải đến cách tự nhiên, mà chúng ta phải tìm kiếm, chúng ta phải xây dựng đó. Xây dựng mối quan hệ, chúng ta xây dựng mối quan hệ với con người thì Thánh Linh cũng cần về, chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ và phải dành thời gian cho Ngài. Amen. Điều thứ ba đó là Đức Thánh Linh ban sự can đảm. Khi Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đồ làm sao? Rất sợ hãi, ai nấy đều bỏ hết. Chỉ có mấy người phụ nữ đi theo Chúa thôi. Tất cả mọi người đều sợ, thậm chí cái người môn đồ mà gọi là hoành tráng nhất, mạnh mẽ nhất như là Phi-e-rơ tuyên xưng rằng là ai chối thầy thì chối, chứ tôi không bao giờ chối thầy. Trong lúc đó Phi-e-rơ ở đâu? Chối Chúa và đứng ở đằng xa xa mà nhìn. Các môn đồ khác toàn nam giới đây, 11 môn đồ đứng ở xa xa mà nhìn. Chỉ có mấy người phụ nữ dám đứng gần chỗ mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Họ rất sợ hãi. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại thì họ can đảm hơn. Dẫu vậy họ vẫn ở trong một cái phòng riêng, đóng cửa lại để cầu nguyện. Nhưng mà khi Thánh Linh giáng xuống vào ngày lễ cuối tuần được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 thì sao? Phi-e-rơ là người đã từng chối Chúa, can đảm đứng lên và công bố về danh của Chúa Giêsu trước mặt mọi người. Và có 3.000 người tin Chúa trong một ngày. Tuyệt vời không bà anh chị em? 3.000 người tin Chúa trong một ngày. Và sau đó Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và các sứ đồ khác đi vào đền thờ và ở thành Jerusalem chữa lành cho rất nhiều người bệnh tật và làm các phép lạ. Sự can đảm đến từ đâu? Sự can đảm đó không phải từ họ mà có. Sự can đảm đó là từ đâu? Từ Đức Thánh Linh ban cho.
Khi Thánh Linh của Chúa ngự ở trong họ thì họ có sự can đảm và giản dị. Trong Công vụ đoạn 4 câu số 31, chúng ta cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh này. Khi đã cầu nguyện ai nấy đều thì nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng đạo với Chúa Trời cách giản dị. Amen. Tự tin nó khác nhỉ, cái tự tin của con người bản thân mình nó khác với cái sự bạo dạn mà đến từ Thánh Linh. Khi Thánh Linh giáng xuống thì người ta bạo dạn. Anh chị em muốn bạo dạn trong đời sống phải đầy dẫy Thánh Linh. Amen. Amen. Bản thân tôi không phải là cái người mà bạo dạn và thích đứng trước đám đông. Nhưng mà khi càng được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa thì rất là can đảm và bạo dạn. Amen. Không có sợ hãi bất cứ một điều gì hết. Vì Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Và khi Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta có thể can đảm để làm mọi việc. Hallelujah. Amen. Amen. Tôi đi khắp nơi, hallelujah, từ chính trị gia cho đến những nhà lãnh đạo tôn giáo, tôi đều bắt tay tôi để đến gần được hết. Tôi chẳng ngại gì ai hết. Vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong mỗi một chúng ta làm cho chúng ta trở nên dạn dĩ và mạnh mẽ. Amen. Hallelujah. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Anh chị em muốn nơi nhóm lại chúng ta rúng động không ạ? Muốn quyền phép của Chúa xảy ra không? Chúng ta phải cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Anh chị em dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện với Chúa hàng ngày? Chúng ta đừng chỉ biến sự cầu nguyện thành công thức nhé. Sự cầu nguyện là sự tương giao. Tương giao trò chuyện đằm thắm hơn cả hai người đang yêu nhau nữa. Vợ chồng thì không đằm thắm bằng hai người, bằng cái giai đoạn đang tìm hiểu đâu. Người ta gọi là mối quan hệ mà tuyệt vời nhất là lúc người ta đang tìm hiểu nhau đấy. Là đằm thắm, lưu luyến nhau lắm. Nhưng mà sự tương giao của chúng ta với Đức Thánh Linh nó phải đằm thắm hơn như thế nữa. Càng gần gũi với Thánh Linh thì chúng ta sẽ càng được đầy dẫy Ngài và càng được sự giản dĩ và mạnh bạo. Anh chị em ơi, chúng ta đang đối mặt với Covid-19 rất là khốc liệt. Và rất nhiều người trong chúng ta sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết là liệu như tình hình nó khắc nghiệt hơn, khủng hoảng hơn thì mình có tồn tại được hay không. Lời Chúa nói gì? Người nào trông đợi nơi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim mừng, đi mà không mòn mỏi, chạy mà không mệt nhọc. Chúng ta sẽ bước lên trên cánh của chim mừng mà đi cơ, anh chị em ạ. Cho những cái tình hình này á, sự kiểm soát này đó của bệnh dịch ấy, nó không thể kiểm soát được những người nào trông đợi nơi Đức Giê-hô-va. Vì những người trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ bước lên trên cả tình huống và hoàn cảnh nữa. Nó không thể kiểm soát chúng ta được, mà chúng ta có thể kiểm soát được nó. Chúng ta được tự do trong Chúa Jesus Christ, nhận được sức mạnh từ nơi Ngài, anh chị em. Sự sợ hãi nó sẽ tìm cách. Khi Covid nó đến thì ngoài sự chết nó còn gieo một cái điều nữa là gieo sự sợ hãi. Gieo sự sợ hãi vào trong đầu của chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Rất là nhiều cái nếu mà làm chúng ta sợ hãi. Chúng ta có thể nói về nó, nhưng mà chúng ta không sợ hãi nó. Amen. Chúng ta có thể nói về Covid, nhưng mà chúng ta không sợ hãi Covid. Vì Chúa ở trong chúng ta lớn hơn ma quỷ ở trong thế gian. Đây có phải là một dạng tà linh không ạ? Cũng là một dạng tà linh. Virus này là một dạng tà linh, nhưng Chúa không tạo lên virus. Và đứng ở trong chúng ta là Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh, lớn hơn virus và lớn hơn cái loại tà linh nó đang vận hành trên đất này. Nên nếu mà tình trạng này chúng ta sợ hãi thì trong tương lai chúng ta còn sợ hãi nữa, và càng sợ hãi thì chúng ta sẽ chết trước khi nó tấn công chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ được dạn dĩ, được mạnh mẽ, vì Thánh Linh của Chúa sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Chúa nói với Giô-suê là ngươi hãy can đảm, mạnh bạo và đừng sợ hãi chúng nó. Nếu mà ngươi sợ chúng nó thì ta sẽ làm cho ngươi sợ đấy. Ngươi phải can đảm, phải đối mặt với kẻ thù. Nếu mà ngươi sợ thì ta sẽ làm cho ngươi sợ. Hallelujah.
Khi tôi chia sẻ cái giấc mơ đấy cho người bạn, tôi có cảm nhận những người bạn này nghĩ rằng là cái giấc mơ đến từ nơi Chúa. Tôi thì không nghĩ đến từ nơi Chúa, mà tôi thì nghĩ đến từ ma quỷ. Trong khi người này vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe, tại sao Chúa lại báo chết sớm như thế? Trong danh của Chúa Jesus Christ, tất cả những mưu trước của ma quỷ phải bị bẻ gãy, phải bị bẻ gãy. Rất là nhiều tiếng nói ở trong đầu của chúng ta nó ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Tiếng nói đấy là những tiếng nói gì? Ngươi sẽ chết, mày sẽ chết sớm, mày sẽ bị tai nạn, mày đi xe mày sẽ bị tai nạn, bố mày chết sớm, mẹ mày chết sớm thì mày cũng chết sớm. Ma quỷ nó sẽ nói điều đấy vào trong tâm trí của chúng ta. Việc đầu tiên nó làm chúng ta sợ hãi, đúng không? Nó sẽ nói là anh mày bị ung thư, em mày bị ung thư thì mày cũng bị ung thư. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái điều đấy thì chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta bị ung thư. Và chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ, can đảm, dạn dĩ để nói với nó rằng là trong danh của Chúa Giêsu ta sẽ sống và sống khỏe mạnh. Amen. Chúng ta sẽ không chết trước thời kỳ nào mà Chúa đã định cho cuộc đời của chúng ta hết. Chúng ta sẽ được bình an trọn vẹn trong tay của Chúa, không một kẻ thù nào có thể hãm hại chúng ta được. Amen. Vì Chúa nói là tóc trên đầu các con đã đếm hết rồi, không phải bởi ý muốn của cha ta thì không một sợi nào rơi xuống đất. Nên chúng ta không có sợ hãi. Các môn đồ chỉ sợ hãi khi nào? Khi họ chưa được đổ đầy Thánh Linh. Khi Thánh Linh đổ trên họ thì sao? Họ không còn sợ hãi nữa. Dạn dĩ, mạnh mẽ công bố phúc âm và sự cứu rỗi của Chúa. Và họ bị bắt. Và những nhà cầm quyền thì cấm họ rằng không được giảng đạo. Nhưng mà họ nói thẳng với những người đấy rằng các ông khá biết rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời con người. Việc các ông cứ làm việc chúng tôi cứ làm. Và các sứ đồ đã nhân danh Chúa Giêsu mà làm các phép lạ, khiến cho người què được đi, người điếc được câm, người điếc được nghe, người câm được nói, và người chết được sống lại, làm cho danh của Chúa đồn khắp thành Jerusalem và danh của Chúa đồn khắp các những cái miền xung quanh nữa. Chứ có việc gì là không thể làm được trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen, không phải anh chị em? Sự dạn dĩ, sự can đảm của chúng ta đến từ đâu? Đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không phải anh chị em? Anh chị em muốn là con cái của mình bạo dạn mạnh mẽ không? Nhiều khi phụ huynh cứ bảo, ôi cái thằng này rụt rè lắm, con này nó rụt rè lắm, nó cứ như thế này thì làm sao nó thành công được trong cuộc sống? Hãy dạy cho nó Kinh Thánh và lời Chúa và cầu nguyện để nó được bắt đem Thánh Linh. Đầy dạy Thánh Linh thì nó sẽ bạo dạn. Amen. Đầy dạy Thánh Linh thì sẽ được bạo dạn. Hallelujah. Ngày mà tôi chưa được bắt đem Thánh Linh, anh chị em thấy là tôi trước khi mà tôi muốn nói về Chúa cho một người khác thì trước khi nói thì tim của tôi nó loạn hết nhịp đi, run, lòng thì muốn nói nhưng mà tim thì đập sinh sinh tinh 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 bên trong đập sợ lắm, rất là sợ. Nhưng mà khi được bắt đem Thánh Linh nói tiếng lạ rồi, trong danh của Chúa Jesus Christ, tôi gặp bất cứ người nào tôi có thể nói về Chúa Jesus mà không có ngại ngùng và sợ hãi gì cả, từ người ta cho đến người Tây. Sao? Vì sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong chúng ta làm mà chúng ta được can đảm và mạnh mẽ. Amen. Amen. Điều thứ tư, đó là Đức Thánh Linh ban các ân tứ siêu nhiên cho mỗi chúng ta. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất là 11 có ghi lại 9 ân tứ Thánh Linh. Đó là ân tứ nói tiếng lạ này, thông giải tiếng lạ này, nói tiên tri này, phân biệt các linh này, đuổi quỷ này, chữa bệnh này, ân tứ nói lời khôn ngoan, lời truy thức và ân tứ đức tin. Amen. Hallelujah. Chúa ban 9 ân tứ Thánh Linh siêu nhiên. Tôi không nói là khả năng tự nhiên, đánh đàn này là khả năng tự nhiên, chúng ta phải học. Đánh trống này chúng ta phải học. Muốn nói được tiếng Anh chúng ta phải học. Muốn nói được tiếng Trung chúng ta phải học. Phải học rất là cần lực. Nhưng mà ân tứ Chúa ban cho là ân tứ hoàn toàn siêu nhiên. Không học thì tự nhiên chúng ta nói được một tiếng ngoại quốc. Có thể là tiếng thiên sứ hoặc có thể là tiếng của một dân tộc nào đó nói trên thế giới. Hallelujah. Ngày đầu tiên tôi khi năm 1997, tôi được biết đến một cái hội thánh ân tứ. Lúc đó thì trong đầu của tôi không có khái niệm gì là hội thánh truyền thống hay hội thánh ân tứ. Tôi tin Chúa từ hội thánh truyền thống mà không biết gì về ân tứ Thánh Linh hết.
cho tới khi mà tôi tình cờ được biết đến cái hội thánh đó. Và lần đầu tiên năm 1997, năm đó tôi 17 tuổi, tôi đã đứng ở đấy mà Thánh Linh của Chúa đổ xuống và tôi đã nói dòng dã và không có dừng được môi miệng nữa. Sự tuôn đổ Thánh Linh nói một ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nói trước đó hết. Và từ đó trở đi thì tôi say mê Kinh Thánh, say mê Chúa Jesus Christ. Đang đêm ngủ tôi cũng đặt đồng hồ báo thức dậy để mà cầu nguyện cùng với Chúa. Mà tôi đi học, tôi vẫn còn đi học ôn thi và tôi vẫn còn phải mang sách của Linh để tôi tranh thủ tôi đọc. Nên khi mà chúng ta được đổ đầy Thánh Linh, lòng của chúng ta sẽ nóng cháy cho Chúa Jesus Christ và say mê Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta được ân tứ tiếng lạ, Chúa lại ban cho chúng ta ân tứ thông giải tiếng lạ nữa. Amen. Paulo nói rằng người nào được cầu nguyện tiếng lạ hãy cầu nguyện cho ân thông giải. Hallelujah. Tôi khao khát tôi cầu nguyện cái điều này đến đúng thời điểm Chúa ban cho tôi. Và khi người khác cầu nguyện, tôi hiểu được những ngôn ngữ gọi là cầu nguyện. Đó là sự siêu nhiên của Chúa. Khi chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì quyền năng siêu nhiên của Ngài sẽ đến trong con mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta là ai? Chúng ta là những con người rất bình thường ở thế gian này, nhưng mà chúng ta siêu nhiên vì chúng ta có đấng siêu nhiên là Thánh Linh của Chúa đang ở trong mỗi chúng ta. Ngài ban chúng ta ân tứ tiếng lạ, là ân tứ thông giải tiếng lạ và ân tứ nói tiên tri nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ân tứ tiên tri vẫn còn đang được ban cho tất cả những người con cái của Chúa. Những người nào khao khát để nhận lãnh thì hãy sẽ nhận được. Phaolô nói gì? Hãy tìm kiếm các ân tứ thiêng liêng, những ân tứ siêu nhiên, đặc biệt là ân tứ tiên tri, vì ân tứ tiên tri có thể gây dựng hội thánh của Chúa. Khi chúng ta vận hành trong ân tứ tiên tri, chúng ta sẽ vận hành trong sự siêu nhiên của Chúa, ông bà anh chị em này. Vận hành trong sự siêu nhiên của Chúa luôn. Và chúng ta cần phải được vận hành trong ân tứ tiên tri từ nơi Ngài. Và Chúa không có thiên vị ai hết, ông bà anh chị em ơi. Chúa không thiên vị, xin nhớ điều này. Chúa không thiên vị bất cứ ai nhé, trong hội thánh của chúng ta hoặc là trong cộng đồng Cơ Đốc. Chúa không thiên vị bất cứ ai hết. Thánh Linh của Chúa sẽ vận hành trong tất cả những người nào khao khát để nhận ân tứ này. Và ân tứ tiên tri là ân tứ được đặc biệt nhấn mạnh ở trong Kinh Thánh Cần Ước. Paulo nói rằng hãy tìm kiếm khao khát cho các ân tứ, đặc biệt là ân tứ tiên tri, vì ân tứ tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Hallelujah. Khi chúng ta vận hành trong ân tứ tiên tri của Chúa, không điều gì có thể giấu được chúng ta hết. Thì Thánh Linh của Chúa sẽ bày tỏ hết tất cả mọi điều ra trước mặt chúng ta. Amen. Hallelujah. Một lần tôi cầu nguyện cũng cho một người chị em này, lần đầu tiên tôi hầu hết những người tôi cầu nguyện này đều là lần đầu tiên. Khi cầu nguyện những người này, Thánh Linh của Chúa cho tôi biết rằng năm 15 tuổi người này bị hiếp dâm. Và người này bị mất một đứa con. Sau đó mấy ngày thì người chị em gọi lại cho tôi mà, thầy ơi, em bị hiếp dâm từ lúc bé. Nhưng mà năm bị hiếp dâm bởi một số người bạn của anh trai của em. Nhưng mà đến năm 15 tuổi gì đó thì mọi người nhắc lại cho em nhớ. Và lúc đấy thì bao nhiêu cái tổn thương, cái đau đớn nó trở lại với em. Hallelujah. Khi chúng ta vận hành trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta sự bí mật không gì có thể giấu được chúng ta hết. Ân tứ tiên tri là ân tứ rất quan trọng để gây dựng hội thánh của Chúa. Những người đã bước vào trong hội thánh, khi cái sự bí mật của họ được bày tỏ ra thì họ biết rằng Chúa đang ngự ở giữa bằng mỗi chúng ta. Amen. 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 Không gì có thể là xin giấu, che giấu được Chúa hết. Hãy bước đi trong ân tứ tiên tri. Và ân tứ kế tiếp là ân tứ phân biệt các linh. Phân biệt các linh, đuổi quỷ, chữa bệnh. Đó là ba những cái ân tứ rất là đặc biệt mà chúng ta cũng cần phải nhận lãnh. Đây tôi không nói rằng là chúng ta xin Chúa cho sự khôn ngoan để mua cái loại thuốc nào đó, thuốc Tây hay là Tây y hay Đông y, không. Ân tứ này không phải là dùng những cái tự nhiên, dùng thuốc Tây hay là thuốc Đông y đấy là tự nhiên, mà dùng cái sự siêu nhiên từ nơi Chúa, là danh của Chúa Giêsu, cầu nguyện mà người ta được chữa lành. Amen.
Khi chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ là được chữa lành, các sứ đồ đầu tiên, các môn đồ đầu tiên, họ đã vận hành trong sự siêu nhiên của Chúa, họ nhân danh Chúa Jesus và người bệnh được chữa lành. Amen. Chúng ta có thể nhân danh Chúa Jesus mà cầu nguyện cho người bệnh được chữa lành. Cảm ơn Chúa Jesus. Bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho mấy bệnh tật nhẹ nhẹ như là đau ốm hay họ hắt hơi sổ mũi thôi, chúng ta không cầu nguyện được cho những cái bệnh lớn như là què được đi hay là mù được thấy hay là người chết được sống lại. Chúa Giêsu bảo các môn đồ là gì? Khi các con đi hãy làm sạch kẻ phung, chữa lành các bệnh, đuổi các quỷ và khiến kẻ chết sống lại. Amen. Chúa Giêsu không nói dối. Chúa Giêsu cũng không bảo chúng ta làm những việc mà chúng ta không thể làm. Chúa Giêsu bảo chúng ta làm những việc chúng ta có thể làm trong danh của Ngài. Amen. Nếu chúng ta có đức tin chấp nhận, chúng ta có thể làm được những việc Chúa bảo chúng ta có thể làm. Hallelujah. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cầu nguyện cho một người mù được sáng. Tôi nhớ năm chính xác bao nhiêu, khoảng năm 2016. Nếu tôi nhớ không nhầm. Từ lần đấy trở đi tôi gặp bất cứ người mù nào tôi có thể nhân danh Chúa được cầu nguyện chữa lành. Chúa Giêsu không nói dối. Chúng ta có dám tin những gì Chúa Giêsu nói hay không? Đây là một trong ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài, ông bà anh chị em. Khi chúng ta có Thánh Linh ở bên trong chúng ta, điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể vận hành trong các ân tứ siêu nhiên từ nơi Chúa. Amen. Hallelujah. Và chúng ta được ban cho lời nói khôn ngoan, lời tri thức và ân tứ đức tin. Đó là những điều hoàn toàn siêu nhiên. Ở đây không phải là đọc sách nhiều mà chúng ta có tri thức đâu. Không phải, ông bà anh chị em. Đọc sách nhiều đó là sự khôn ngoan tự nhiên. Chúa không có phủ nhận cái sự khôn ngoan tự nhiên. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là hãy bán hết tài sản mà mua tri thức. Nhưng mà có một tri thức siêu nhiên là tri thức đến từ nơi Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Amen. Hallelujah. Lời khôn ngoan, lời tri thức. Lần tôi kể cho phép Thánh, khi tôi đang ngủ trưa, lúc đấy tôi gần dậy rồi, tôi nghe có tiếng vọng bên tai đọc Matthew đoạn 16 câu 6, 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 đọc Matthew đoạn 16 câu 6. Cái tiếng cứ vòng tai đọc Matthew đoạn 16 câu 6, đọc Matthew đoạn 16 câu 6, đọc Matthew đoạn 16 câu 6. Hallelujah. Tôi bật dậy, tôi mới mở điện thoại là tôi vào Matthew đoạn 16 câu 6. Chúa cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Hallelujah. Lời tri thức là chúng ta biết được chuyện gì đang diễn ra, và lời khôn ngoan là xử lý tình huống như thế nào dựa vào cái sự bày tỏ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Amen. Ân tứ đức tin là gì? Ân tứ đức tin là cái đức tin siêu nhiên mạnh mẽ của Chúa đến trong một hoàn cảnh nhất định nào đó để làm phép lạ. Đó là ân tứ đức tin. Đức tin bình thường chúng ta có là khác. Đấy là đức tin là chúng ta cần phải dựa trên nhận thức của mình để đặt đức tin vào nơi Chúa. Là nó khác với ân tứ đức tin. Đức tin như là sự ban cho một cái lượng đức tin rất lớn để chúng ta làm phép lạ. Cho nên chúng ta được Chúa ban cho 9 ân tứ Thánh Linh để thi hành các phép lạ, phục vụ Chúa một cách có hiệu quả. Giăng đoạn 16 câu số 8. Xin lỗi, công vụ đoạn 10, đoạn 5 câu số 15. Công vụ đoạn 5 câu số 15. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này. Chúng ta thấy kỳ diệu quá, bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua mà cũng có thể chữa lành cho người bệnh. Tuyệt vời không bà anh chị em?
Sự sức giàu của phi rơ rất lớn, bóng của phi rơ đi ngon ngang người ta để này thì bóng cũng có thể chữa lành được cho người bệnh rồi. Thánh linh của Chúa ở trong của chúng ta diệu kỳ lắm ông bà anh chị em. Thánh linh của Chúa sẽ làm những điều rất là lớn lao trong mỗi một chúng ta. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm đó là Đức Thánh Linh cáo trách tội nhân. Trong Giăng đoạn 16 câu số 8. Khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Việc của cơ đốc nhân là chia sẻ về phúc âm. Việc của Thánh Linh là cáo trách và bắt phục tội nhân, làm cho tội nhân nhận biết mình có tội và ăn năn quay trở lại với Chúa Jesus Christ. Amen. Có rất là nhiều người họ không nhìn nhận họ có tội. Họ nghĩ rằng là từ bé đến giờ họ toàn sống tốt thôi, ăn hiền ở lành, tu tâm tích đức cho nên chẳng có tội gì cả. Chúng ta rất khó để nói chuyện với những người mà cứ nghĩ mình không có gì sai. Và lúc đấy chúng ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa sẽ bắt phục lòng của họ để ăn năn tội lỗi quay trở lại với Chúa Jesus Christ. Amen. Thánh Linh sẽ làm công việc đó. Thánh Linh sẽ bắt phục mọi người để khiến cho mọi người nhận thức tội lỗi và ăn năn quay trở lại với Chúa Jesus Christ. Tôi kể lại câu chuyện. Cái đây một số năm, tôi gặp một người này lần đầu tiên. Và khi tôi gặp, sau lần gặp người tên tin Chúa ngay lập tức. Người này tin Chúa vì sự bày tỏ của Chúa. Cái cầu nguyện cho câu này, tôi nhìn thấy một cái bát cơm, một quả trứng và hai cái đũa gọi. Tôi biết ngay là có người chết. Tôi bảo, nhà cô có người chết không? Cô này bảo, không, nhờ bố được chết 3 năm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến bố rồi. Tôi bảo, cô không phải nghĩ đến bố cô đâu, mà ta linh sức chết đang theo cô đấy. Sau đó tôi cầu nguyện tiếp, Chúa lại cho tôi nhìn thấy hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ hai là thấy một cái tủ ở trên một cái bàn thờ tổ tiên. Và trong cái tủ kính ấy là một cái vật nó cứ nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Và tôi bảo, khi mà tôi mô tả cho cô này bảo là đúng rồi, nhà hàng xóm có một cái đồ, một cái tượng thờ, sau khi không muốn thờ nữa thì không muốn vứt đi thì đưa cho cô này, cô mang về nhà để. Và sau khi Chúa bày tỏ, tôi nói là cô ấy cầu nguyện tin nhận Chúa ngay lập tức. Hallelujah. Chúng ta làm việc cùng với Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa sẽ bắt phục những người tội nhân để ăn năn và quay trở lại với Chúa Giêsu. Amen. Đấy là công việc của Thánh Linh, không phải là công việc của chúng ta. Việc chúng ta là nói và cầu nguyện, chúng ta không bắt người ta tin Chúa được. Hallelujah, vì mỗi người có một quyền tự do. Nhưng mà khi họ nhận biết được sự hiện diện của Thánh Linh thì họ sẽ tin nhận Chúa Jesus Christ. Amen. Điều thứ bảy đó là Đức Thánh Linh tôn vinh của Giêsu. Chúng ta xem sách Giăng đoạn 16 câu 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta và giao bảo cho các người. Đây là điều rất là quan trọng chúng ta cần phải biết. Đó là Đức Thánh Linh luôn luôn tôn vinh Chúa Giêsu. Cho có nhiều người, nói là có sự bày tỏ, có sự tiên tri hay là sự mặc khải, nhưng mà cái lời của người đó không có tôn vinh Chúa Giêsu, hãy cẩn thận là tà linh nó đang giả dạng. Vì tà linh không bao giờ muốn tôn vinh Chúa Giêsu Christ, Satan không bao giờ muốn tôn vinh Chúa Giêsu, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì luôn luôn muốn tôn vinh Chúa Giêsu. Hãy nhớ những lời gì Chúa Giêsu nói là khi Thánh Linh đến thì Ngài sẽ làm sao? Ngài sẽ làm sáng danh ta và Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta và giao bảo cho các con. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đức Thánh Linh không bao giờ đối lập với Chúa Giêsu trong bất cứ một cái sự bày tỏ, một lời tiên tri là ngược lại với Kinh Thánh, hay là không tôn cao Chúa Giêsu, cẩn thận nó đến từ tà linh. Và thế giới ngày hôm nay đang rất đối diện với rất nhiều những sứ đồ giả, tiên tri giả, mục sư giả, giáo sư giả. Những người giả đó không tôn cao Chúa Giêsu.
mục sư sĩ chia sẻ một cái câu chuyện. Một lần kia ông ấy đi giảng ở bên Mỹ, đến một hội thánh, đến một cái cô này, cô đứng lên làm chứng trước mặt hội thánh. Mọi người nghe thì rất hay, nhưng mà ông này ông nghe thì thấy lắm có vấn đề. Cô này cô mang mô tả rất là chi tiết cái việc bị hiếp dâm gì đó không biết. Ông này ông bảo rồi, cô này bị tà linh rồi, tại sao để cho cô nói như kia? Ông bảo lôi cô xuống, và khi lôi xuống cầu nguyện tà linh nó la hét ngay lập tức. Cho nên chúng ta cần phải nhận biết được đâu là thánh linh, đâu là tà linh, không phải anh chị em. Tà linh ngày nay nó vận hành rất nhiều ở trong các hội thánh, các tòa giảng, nó lừa dối người ta. Cho nên một trong những cách để nhận biết được tà linh hay là thánh linh, đó là nếu là thánh linh thì sẽ luôn luôn tôn cao ai? Tôn cao Chúa Giêsu, chứ không phải tôn cao con người. Nếu từ thánh linh sẽ luôn luôn tôn cao Chúa Giêsu và lấy điều Chúa Giêsu mà răn bảo đó, chứ không có chuyện thánh linh mặc khải bày tỏ những điều hoàn toàn ngược lại với lời đã chép trong Kinh Thánh. Đấy không phải thánh linh, đấy là tà linh. Quý vị biết tại sao Hồi giáo được ra đời không ạ? Ông Mohammed là một người theo Chúa Giêsu, theo Kinh Thánh. Ông lấy một người vợ rất là giàu, ông không phải lo làm ăn gì cả, nên ông hay đi suy gẫm vào hang suy gẫm Kinh Thánh. Thế một lần kia ông đi vào trong hang thì có thiên sứ Gabriel hiện đến và truyền cho ông một cái sứ điệp. Và ông ấy cho rằng đấy là thiên sứ thật của Chúa, sứ điệp của Chúa, và từ đấy nó sinh ra đạo Hồi giáo đấy, quý vị biết không? Và Hồi giáo là cái nôi của khủng bố, và đối tượng và kẻ thù của Hồi giáo là những người tin Chúa Giêsu. Tại sao một người có đức tin chân thành lại có thể bị lừa dối như vậy? Bởi vì họ không biết một điều rằng nếu đến từ nơi thánh linh thì sẽ tôn cao Chúa Giêsu và lấy những điều của Chúa Giêsu mà giao bảo, chứ không phải lấy những điều ở đâu trên trời dưới đất mà ra bảo. Thánh linh của Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta để chúng ta hiểu Kinh Thánh. Amen. Những người có thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ hiểu Kinh Thánh và có một cái nhìn rất là đặc biệt đối với Kinh Thánh của Chúa. Chứng nhân Giê-hô-va, tà giáo chứng nhân Giê-hô-va và tà giáo Mọc Mon cũng như vậy. Nó cũng được sản sinh ra từ những người mà nhận những khải tượng, những giấc mơ và những lời tiên tri, nhưng mà lại là những cái lời giả dối mà họ không phân biệt được, và họ rất chân thành trong điều sai của mình. Nhưng chúng ta hãy nhớ câu Kinh Thánh này nha. Chúa Giêsu đã dặn rằng là nếu mà đến từ Thánh Linh thì sẽ tôn cao ai? Tôn cao Chúa Giêsu, và lấy những điều của Chúa Giêsu mà răn bảo. Những lời của Chúa Giêsu được ghi lại ở đâu? Được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Cho nên sự bày tỏ của Thánh Linh sẽ làm cho Kinh Thánh trở nên rõ ràng hơn. Amen. Người nào mà có sự khai sáng của Thánh Linh sẽ không làm cho người nghe cảm thấy rối loạn trong tâm trí, nhưng mà sẽ làm cho người nghe hiểu Kinh Thánh hơn. Điều thứ sáu, đó là Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu Kinh Thánh và bày tỏ về tương lai. Giăng đoạn 16 câu 13, chúng ta cùng nhau chung đọc câu này lớn tiếng lên. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Lúc nào Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật. Đâu là lẽ thật? Chúa Giêsu là lẽ thật, Kinh Thánh là lẽ thật. Lời ta là lẽ thật, Chúa Giêsu nói như vậy. Cho Thánh Linh đến sẽ giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời một cách tỏ tường ở trong đây. Rất nhiều người ngoại đạo họ đọc Kinh Thánh nhưng họ không hiểu Kinh Thánh giống như chúng ta. Bởi vì tại sao họ không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Nhưng mà cái Thánh Linh Chúa sẽ dẫn cho chúng ta để hiểu những chân lý và những lẽ thật. Và sau đó Ngài sẽ bày tỏ chúng ta những sự sẽ xảy đến về tương lai.
Anh chị em, những người nào khao khát thánh linh, hãy nhớ một điều này nhé. Chúa sẽ cho chúng ta biết tương lai. Không cần đi thầy bói. Kinh Thánh nói là Thánh Linh đến, Ngài sẽ cho các con biết về tương lai, những sự sẽ xảy đến. Hallelujah. Rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về tương lai. Vô vàn những câu chuyện. Trong Cựu Ước ghi lại câu chuyện của Elise bật mí và nói cho người đàn bà Sunem là sao, sẽ có 7 năm đói kém trên gia đình của bà. Tốt hơn hết là đi lánh nạn là sự khác đi. Trong 7 năm đó bà ấy nghe lời của tiên tri Elise và gia đình đã đi lánh nạn. 7 năm trong khi Israel bị đói kém thì gia đình được an toàn, được bánh ăn, dư dật. Sau khi về lại phục hồi đất đai, chúng ta thấy không ạ? Rồi trong tân nước có lời tiên tri không? Công vụ ghi rằng các bốn con gái của Philip thường hay nói tiên tri. Và có một người nói tiên tri về Phaolô làm sao? Khi mà ông ấy đến thì ông ấy lấy cái dây lưng của Phaolô, trói Phaolô lại và nói tiên tri rằng Phaolô sẽ bị bắt bớ ở tại thành Jerusalem. Hallelujah. Thánh Linh của Chúa sẽ cho chúng ta biết về tương lai, những gì sẽ xảy đến. Amen. Hallelujah. Phải gần gũi với Thánh Linh. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ đến một cách hờ hững, mối quan hệ với Chúa một cách phai nhạt mà chúng ta biết được không. Chúng ta muốn biết được, chúng ta phải gần gũi, phải rất gần gũi với Thánh Linh. Tai của chúng ta lúc nào phải nghe anh bảy trẻ này. Lúc nào cũng hỏi Chúa, Chúa đang phán cái gì đấy, Chúa đang muốn làm gì đấy, Chúa đang nói gì đấy. Và nghe tiếng của Chúa, chúng ta sẽ thấy được Chúa phán với chúng ta và bày tỏ chúng ta những sự sẽ xảy đến. Amen. Hallelujah. Trong những ngày tới, ông bà anh chị em sẽ thấy rất nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Có một số lời tiên tri tôi đã khai phóng cho ông bà anh chị em và cho hội thánh của Chúa. Và gần đây có một cái lời tiên tri rất là ấn tượng mà tôi muốn nói cho mọi người để chúng ta suy ngẫm. Hallelujah. Vào cái ngày mà chúng ta tổ chức cái chương trình dầm thấm cho Thánh Linh là ngày bao nhiêu, tháng 4 nhỉ? Có phải 20 à, ngày bao nhiêu? 25 à? 30/4/1 Hallelujah. Các bạn em hãy suy ngẫm này nhé. Ngay đầu giờ khi tôi cầu nguyện, Thánh Linh của Chúa nói với tôi rằng trong những ngày tới có rất nhiều sự thật về lịch sử Việt Nam sẽ được phơi bày. Nhiều sự thật lịch sử Việt Nam đã giấu kín sẽ được phơi bày. Đó là sứ điệp hôm tôi nhận được hôm 1 tháng 5 rồi. Tôi không làm công tác chính trị nha quý vị nha. Tôi không quan tâm nhiều nữa. Tôi nghe được điều gì từ Thánh Linh, tôi nói lại cho mọi người. Những ngày tháng tới, nhiều người dân Việt Nam sẽ cảm thấy bị sốc về những sự thật lịch sử sẽ được phơi bày ra. Thứ hai, trong ngày đó tôi nhận một sứ điệp từ nơi Chúa, đó là Chúa đang bắt đầu khiến cho những người khao khát sự hiện diện của Chúa sẽ có đời sống thân mật đối với Thánh Linh, giống như Adam trong thời kỳ Eden. Không phải là Adam trong thời kỳ sau khi bị đuổi ra đâu. Trong thời kỳ sống ở Eden, thân mật với Chúa như thế. Hàng chiều Đức Giê-hô-va đi ngang qua vườn và nói chuyện với Adam. Sẽ có nhiều người và rất nhiều người sẽ kinh nghiệm sự thân mật với Thánh Linh như vậy. Ông bà anh chị em ạ. Rất nhiều lời tiên tri Chúa bày tỏ cho tôi. Anh chị em hãy suy ngẫm hai điều đấy.
Nhưng mà đừng gặp tôi mà nói rằng là thầy ơi, Chúa phán gì về tương lai của tôi. Tôi chẳng cần cầu nguyện mà tôi chỉ phán một điều là Chúa phán là tương lai rất tốt nếu cô vâng và làm theo lời của Chúa. Còn cô không, anh chị mà không vâng và làm theo lời Chúa thì không có gì tốt đẹp đâu. Không cần phải cầu nguyện. Tôi không phải là thầy phán. Tôi không phải là thầy bói. Hallelujah. Điều thứ 8, đó là Đức Thánh Linh là ấn tín của Đức Chúa Trời trong chúng ta cho tới ngày Chúa Giêsu trở lại. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 3. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành và sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Khi Chúa Giêsu rời thế gian, Ngài để lại một của tin trong mỗi chúng ta, một cái ấn, dấu ấn trong mỗi chúng ta. Và cái dấu ấn này, người nào có dấu ấn này á, đến ngày mà Chúa Giêsu trở lại thì mới được gặp Ngài trên thiên đàng. Đó là ai? Đức Thánh Linh. Hallelujah. Những người nào có Đức Thánh Linh bên trong, người đấy mới được gặp với Chúa Giêsu rồi khi ngày trở lại. Và tất cả những người tin Chúa Giêsu đều có ấn, còn đều có Thánh Linh ở bên trong. Anh chị em ơi, rất là tuyệt vời. Tôi không nói những người đến nhà thờ, những người hát thánh ca, những người giảng đạo đâu nha. Có rất nhiều mục sư giả đang cầm kinh thánh đứng lên giảng đạo. Có rất nhiều cơ đốc nhân giả đang đi nhà thờ. Rất nhiều người đấy, tôi nói cả trong công giáo lẫn trong tin lành nha. Xin thưa với quý vị, những người giả dạng hơi nhiều đấy. Cho nên chúng ta đừng có nghe hết ai nói là mình là mục sư cũng nghe, ai nói mình là cha đạo là cũng nghe đâu. Rất nhiều người giả đó. Chỉ những người nào có đức tin thật nơi Chúa Jesus Christ, ăn năn tội lỗi có đức tật, thì mới có sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong mà thôi. Xin lặp lại 7 điều trước khi chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất, Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin và chấp nhận rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là một sinh lực. Thứ hai, Đức Thánh Linh là đấng đồng hành với chúng ta. Thứ ba, Đức Thánh Linh ban sự can đảm cho chúng ta. Thứ tư, Đức Thánh Linh ban các ân tứ siêu nhiên. Thì nhớ nhé, ân tứ siêu nhiên cho chúng ta. Thứ năm là Đức Thánh Linh cáo trách tội nhân. Thứ sáu, Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu kinh thánh và bày tỏ chúng ta biết về tương lai. Thứ bảy, Đức Thánh Linh tôn vinh Chúa Giêsu. Thứ tám là Đức Thánh Linh là ấn tín trong mỗi chúng ta cho tới khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúng ta có khao khát được đổ đầy Thánh Linh không? Trong anh chị em chúng ta ở đây, ai chưa được nhận bắt tem Thánh Linh bằng việc nói tiếng lạ, giờ phút này chúng ta hãy khao khát để nhận được. Người nào đã có ấn tứ tiếng lạ, khao khát được ơn thông giải, hãy cầu nguyện để nhận được ngay giờ này. Ai chưa được ân tứ tiên tri, hãy cầu nguyện để Chúa khai phóng ân tứ tiên tri cho chúng ta. Amen. Xin mời ban nhạc đến đây.